Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Lộc Thủy. Nhà thờ giáo xứ Lộc Thủy ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và thuộc giáo hạt Vàng Mai giáo phận gì? Giáo phận Vinh. Đây là các em thiếu nhi của giáo xứ Lộc Thủy. Giới thiệu tên coi. Tên gì? Vân. Vân. Ngọc. Ngọc. Sao? Trang. Trang. Con tên gì? Khôi. Khôi. Ngân. Ngân. Này. Xuân. Xuân. Hello, xin chào tất cả mọi người nha.